Mọi người vất vả rồi. Tất cả chúng ta cùng cạn chén này. Cạn. Cạn. Uống đi, uống đi, uống đi. Cạn đi. Nè nè, rót thêm đi. Mời mời. Uống đi tốt. Uống đi nè. Cạn đi. Thêm đi. Để ta rót cho nha. Tướng quân, phu nhân tới rồi. Đây nè, tướng quân nè. Mời giống quân ngồi. À, uống nè, uống nè, cạn nha. Uống đi, uống đi. Phải rồi. Rót đầy nha. Uống cho đã đi. Đâu đâu, uống đi, uống đi. Mời mời mời. Rót cho ta với. Tiểu thư ngồi xuống đi. À. Uống thêm đi. Uống đi. Uống hết nha. Đêm hôm nay vui như vậy, uống một chén đi. Giám quân đại nhân, mời rượu nhất định phải có lời chúc. Không biết giám quân đại nhân muốn nói điều gì? Ta thấy ngài uống rượu một mình, có tiểu nữ tử bên cạnh, ngài không thấy vui hơn sao? Vậy cho ta dùng rượu xin lỗi chuyện ngày hôm nay được không? Lệnh bài đó ngài cho ta để bảo vệ ta, nhưng mà hôm nay thật ra ta cũng vì cứu mạng Tiêu Túc. Chắc chắn là ngài đã hiểu lầm hắn rồi. Tướng quân, ta kính ngài một chén, đa tạ người đã khoan dung ân xá. Không cần đâu. Hôm nay người có thể ngồi ở đây, người cần tạ ơn là giám quân đại nhân của người kìa. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Cầm gia, đa tạ người tử tế với ta. Càng khách sáo rồi. Cô không nên chỉ uống với mình tướng quân. Đêm nay ánh trăng hữu tình, chúng ta hãy cùng nhau ăn uống với các tướng sĩ. Đi, chúng ta đi mời họ đi. Đi. Các tướng sĩ, ta và giám quân đại nhân mời các vị một chén. Cán. Nào, cán. Cán. Mời lên, mời lên. Hẹn cho hết đi. À, được, được. Uống đi, uống đi. Cô coi đó, uống được một chút thôi, ta còn lại gì tổ lệnh của cô chứ. Nếu cô uống say rồi thì không có ai uống được nữa. Dám chọc ta nữa. Các tướng sĩ, ta về giống vua đại nhân mời các vị một chén. Cán. Một chén không được đâu, ngài phải uống ba chén đó. Đúng rồi, phải ba chén. Uống thêm đi. Được, ba chén thì ba chén. Tôi uống thay giám quân đại nhân. Nè, uống từ từ, từ từ thôi. Từ từ thôi. Cạn đi. Cạn đi. Uống đi. Ờ, đây đây đây, nốt đi, nốt đi. Lâu lắm rồi mới được uống rượu đó. Uống nhanh vậy làm gì chứ, coi chừng sặc bây giờ. Không sao chứ? Không sao, cứ mặc kệ ta. Chuyện gì vậy? Quân địch trình rập ngày đêm, các người ở đây uống rượu. Từ nay về sau, bất kỳ ai uống rượu trong quân đều bị phạt. Nếu ai dám nhắc chuyện đêm trăng tròn với ta, phạt bằng quân pháp. Ai cần ngủ thì đi ngủ, ai canh gác thì canh gác. Lập tức đi hết cho ta. Đi 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 đi. Mau đi mau đi. Đi đi đi. Nè. Tướng quân à, ngài không sao chứ? Không cần cô lo. Tướng quân, nước đây.
Sao đệ lại ở đây vậy? Tướng quân có còn nhớ chuyện tối hôm qua không? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân, tướng quân, đó là phu nhân, người đừng làm vậy chứ. Đó không phải là phu nhân, mà là giám quân đại nhân. Nếu ai sau này còn dám gọi cô ta là phu nhân, phạt bằng quân pháp. Được, tất cả hãy nghe rõ, sau này ai dám gọi ta là phu nhân, giám quân đại nhân ta cũng nhất định phạt bằng quân pháp. Tiểu thư, tiểu thư à. Cầm gia. Đệ đã giải thích với binh lính, nhưng bên phía phu nhân, theo như đệ thấy, đúng là tướng quân hơi quá đáng. Chắc phu nhân tổn thương lắm. Giám quân đại nhân, giám quân đại nhân, tướng quân đã thấy khỏe hơn chưa? Chuyện tối hôm qua là lỗi của ta. Thuộc hạ hiểu mà, tướng quân không cần áy náy. Ngươi có thấy giám quân đại nhân đâu không? Phu nhân sao? Thuộc hạ không thấy. Sao buổi tiệc tối qua tâm trạng của tiểu thư không có tốt nên là không làm phiền cô ấy? Sáng nay lúc vào dọn dẹp giường, nô tỳ mới biết cô ấy cả đêm không về. Cô có thấy Thư Túc đâu không? Nô tỳ không thấy quên ấy. Kẻ nào? Thẩm Cẩm đâu? Làm sao ta biết được chứ? Cô ấy là giám quân đại nhân, cũng là phu nhân của ngài. Ngài hỏi ta, cô nực cười quá không vậy? Người nói dối, ta thấy cô ấy thân thiết với người nhất, chuyện gì cũng nói với người, sao người lại không biết hả? Sở Tu Minh, động não một chút đi. Ta chưa bao giờ thấy Cẩm Dao quan tâm nam nhân nào như ngươi. Ngươi không những làm khó đủ điều mà cũng muốn bỏ cô ấy. Lòng dạ ngươi sắt đá tới vậy sao? Tiểu Thông, có nhìn thấy phu nhân không? Chẳng phải phu nhân trong quân doanh sao? Cẩm Dao chúng tôi tuy không phải là mỹ nữ tài sắc, nhưng mà cũng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nội ngoại chu toàn, thừa sức tương xứng với ngươi. Có thấy phu nhân không? Cô ấy đặc biệt hỏi ta quân vụ chính là để toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngươi. Trong lòng của cô ấy chỉ có một mình Sở Tu Minh ngươi, ngươi còn chưa thấy vừa lòng sao? Uống nghi mũ. Nếu ai sau này dám gọi cô ta là phu nhân, phạt bằng quân pháp. Không được, cô lo. Được, tất cả hãy nghe cho rõ đây. Cho. Sau này ai dám gọi ta là phu nhân, giám quân đại nhân ta cũng nhất định phạt bằng quân pháp. Gì? Thẩm Cẩm, cô ra đây. Ta lệnh cho cô mau ra đây cho ta. Thẩm Cẩm, cô ra đây mau. Thẩm Cẩm, cô ra đây mau. Thẩm Cẩm, Thẩm Cẩm, ra đây. Ta lấy thân phận tướng quân ra lệnh, cô lập tức ra đây cho ta. Cô là giám quân hoàng thượng phải tới thì cô phải có trong quân tranh mới phải chứ. Sao cô dám cả gan lơ là trách nhiệm, làm trái thánh ý? Thẩm Cẩm, chỉ cần cô đồng ý quay về với ta thì ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nếu cô thấy ở trong quân doanh quá nhàm chán, ta có thể cho cô được hoàn toàn tự do, có được không? Hãy
phu nhân. Ta chỉ là một vị tướng quân chinh chiến xa trường. Muội còn tiền đồ sáng lạng, mà ngày nào muội cũng phải lo lắng cho ta. Muội từng nói muội yêu thương ta. Nếu ta còn làm bản thân bị thương nữa thì sao xứng đáng với tình yêu của muội đây chứ? Không thể ở bên muội một đời một kiếp, ta thà lựa chọn từ bỏ, không để muội phải chịu đau lòng. Vậy nên ta buộc lòng phải viết bức thư đó. Ta không nên làm vậy. Ta không nên làm vậy với muội. Từ khi muội vào phủ tướng quân, những gì muội làm cho ta đều thấy hết. Từ tình cảm dành cho ta đến từng án văn của muội, ta đều nhớ. Nhục Nhục và Túc Túc từ lúc nhỏ đã lang bạc cùng nhau. Muội tình cờ quen biết họ vào lúc đó. Ba người muội lúc còn nhỏ thường xuyên chơi cùng với nhau, nhưng mà đi lang thang kiếm sống rất khó khăn. Nhục Nhục là con gái, thân phận tiện hơn nên muội dẫn mình muội ấy về phủ. Tiêu Túc ở bên ngoài, muội có thể giúp được chuyện gì thì giúp. Chính vì chuyện này nên trong lòng Tiêu Túc trước giờ luôn cảm thấy biết ơn muội. Thì ra là như vậy. Nói như vậy thì muội cũng là ân nhân cứu mạng của họ rồi. Đã là bạn bè của nhau, giúp nhau là chuyện nên làm mà. Để muội nói cho Quỳnh biết thêm một bí mật. Bí mật gì vậy? Thật ra thì Tiêu Túc và Nhục Nhục yêu mến nhau từ nhỏ. Còn muội lúc nào cũng muốn tác hợp cho họ. Có điều vì còn vướng bận muội nên họ chưa thể ở bên nhau. Thì ra người trong lòng Tiêu Túc là Nhục Nhục. Ta vốn tưởng tướng quân giống như lời đồn đại, hung ác tàn bạo, máu lạnh vô tình. Nhưng mà không ngờ lần này được quen biết với tướng quân mới biết ngài là người trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay Tiêu Túc ta tới đây, tạ tội với ngài. Bổn tướng quân hôm nay cũng mong Tiêu Túc quân tha lỗi. Tướng quân nên biết cục diện bàn cờ bây giờ, bên phía của ngài đã bị người khác đưa lính vào từ lâu. Ta đã đoán được. Ở trên triều đình có rất nhiều người không hài lòng đối với tướng quân. Họ ý bản thân có công lao mà nói không ít lời với hoàng thượng. Trước khi ta tới đây cũng đang điều tra chuyện đó. Vậy Tiêu Túc huynh có biết được đó là ai không? Ở trên triều đình, đám người đó rất xảo quyệt, rất khó đoán ý đồ thực sự của họ. Nhưng mà tin tức ở bên trong quân doanh được truyền tới kinh thành rất nhanh. Bên cạnh của tướng quân chắc chắn đang có gián điệp. Ta ở xa kinh thành nhiều năm, đối với chuyện triều đình ta không nắm rõ. Sau này phải nhờ tới Tiêu Túc huynh rồi. Nếu như tướng quân không chê, Tiêu Túc nguyện làm cánh tay đắc lực bên cạnh tướng quân. Đa tạ huynh tin tưởng ta. Tiêu Túc huynh, huynh có biết chuyện triều đình suốt 2 năm nay không phát quân lương hay không? Theo như ta được biết, hoàng thượng đối với việc tướng quân trấn giữ biên cương luôn đặc biệt coi trọng, quân lương hàng năm đều phát ra. Nếu thật sự có chuyện này, ta nhất định phải báo về với hoàng thượng. Chuyện về quân lương chắc chắn có người đứng sau giở trò. Trước tiên tạm thời đừng báo với hoàng thượng để tránh đả thảo kinh xà. Việc cấp bách hiện giờ là bày trận địa cho tốt, để bắt cho được đám quân gián điệp đang ẩn nấp. Cho muội ra ngoài. Muội thường nói sống trong quân danh nhàm chán. Cách đây hơn 10 dặm có một thôn nhỏ, cứ cách 5 ngày họp chợ một lần. Trùng hợp hôm nay họp chợ
Ta sai báo tử đầu đi với các mùi, đến đó dạo chơi đi. được đó nha. Đại ma dương chúng ta đã biết nghĩ cho người khác rồi. Nhục nhục, đi. Tốt tốt, vậy huynh phải đợi muội, muội sẽ quay trở về thân thể nguyên dạng, bình bình an an. Được rồi. Nhục nhục, có chắc thân thể y vậy không? Ta không tin muội quay trở về mà không bị mập lên chút nào. Muội quên món vịt quay thịt nướng rồi hả? Mình hãy đi thôi ha. Đi. Sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Xong rồi. Tất cả mọi chuyện nguy hiểm đều không được cho họ biết. Điểm yếu của chúng ta là họ, áo giáp của chúng ta cũng là họ. Nhất định phải dốc hết sức bảo vệ họ an toàn. Đúng vậy. Mua đi, mua đi. Bánh bao này. Cái này là gì vậy? Giáng quân đại nhân, chúng ta tới rồi. Ai? Ra ngoài thì phải thân thiết, đừng gọi giám quân, gọi là cẩm gia đi. Phải. Cẩm gia. Nhanh nhẹn lên, lát nữa có nhiều thứ phải khiêng lắm. Dạ. Hai. Ba. Bốn. Toàn lực sống lên. Wow, bánh bao kìa. Ấy, lát nữa chúng ta quay lại à? Tươi đây. Tươi xanh đây. Rau rất là tươi đây. Ghé vào xem đi. Wow, thơm quá. Thơm. Nhục nhục, nhìn ngọc đeo thắt lưng làm gì? Muội muốn tặng Túc Túc nhà chúng ta đó. Tiểu thư, nhìn cái đeo thắt lưng này tạo hình đặc biệt như vậy, Túc Túc rất là hợp đó ha. Chọn đại một cái cho Túc Túc là được rồi. Không giống tướng quân nhà ta, phải dùng óc thẩm mỹ và đôi mắt tinh tường để chọn. Wow. Ấy, miếng ngọc này bên ngoài màu sắc trung tính, bên trong khó nhìn thấu, ngoài lạnh trong nóng, rất thích hợp với tướng quân nhà ta. Ây à, quả thật cô nương đây rất biết xem hàng. Cô nương đúng là có mắt nhìn mà. Ngọc này có tên là ngọc tùy thân, có thể phù hộ cho gia chủ luôn được bình an. Cô nương, cô có thể soi dưới ánh mặt trời sẽ thấy được điều kỳ diệu bên trong miếng ngọc. Được, ta sẽ lấy cái này. Cô nương biết nhìn hàng ghê. Đây, đưa cho tôi. Ta cũng lấy. Đa tạ nha. Vậy được, tôi gói chung lại nha. Đa tạ. Chất liệu này mời cũng được lắm xem. Để ta coi thử. Mời cô xem đi ạ. Ở đây bán cái gì? Bán thuốc. Không uống thuốc đâu.